Ngoài khám xét biệt thự trên đường Nguyễn Thông, phường Võ Thị Sáu, quận 3, tối 24 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng tiến hành khám xét biệt thự thứ hai của bà Nguyễn Phương Hằng ở đường Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ngay lập tức, bà Nguyễn Phương Hằng được đưa về cơ quan điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng trăm người dân hiếu kỳ về quanh nơi ở của bà Nguyễn Phương Hằng và livestream qua các mạng xã hội. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại căn nhà thứ hai của bà Nguyễn Phương Hằng ở đường Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành khám xét. Sau 2 giờ kiểm tra, lực lượng công an thu giữ hàng loạt tài liệu liên quan để phục vụ quá trình điều tra làm rõ.